Hôm nay bên trung tâm cây giống chia sẻ cho quý bà con chúng ta về tớp, những loại cây giống trồng nhanh ra trái nha, cũng như là những loại cây giống trồng kinh tế cao. Cây đầu tiên Ly muốn giới thiệu cho quý bà con chúng ta đó chính là cây ổi ruby nha. Ổi ruby ruột màu hồng ha. Đây là những cái cây giống mà bên trung tâm cây giống đang soạn hàng ra, chuẩn bị đi giao cho chủ đầu tư. Thì bên Ly cũng muốn giới thiệu cho cô chú anh chị là chúng ta thích trồng ổi, đặc biệt là ổi ruby nha. Đây là cái lá ổi ruby này. Hàng được đưa chậu, cây đang phát triển rất là tốt ha. Ổi ruby thì mình trồng khoảng chừng 6 tháng thì cây nó sẽ bắt đầu cho trái rồi. Trái nó sẽ ra quanh năm luôn nha. Rồi tới cây thứ hai. Cây thứ hai cũng là cây ổi luôn nha bà con. Đây, ổi nè. Đó. Ổi Đài Loan, ổi lê Đài Loan. Ổi lê Đài Loan thì bên Ly có dạng cây giống giống như thế này. Và có cái loại cây mà nó đang cho trái sẵn luôn, đang cho trái sẵn trên cây, dạng cây nuôi lỡ ha. Rồi, tới cái ổi thứ ba. Cái ổi thứ ba Ly muốn giới thiệu đó chính là cái ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng thì nó giống như ổi ruby, trái thì nó cũng có khía khía vậy ha. Ăn thì nó giòn. Nó giòn nhưng mà ổi nữ hoàng thì ruột trắng, ổi ruby thì ruột màu hồng nha. Đó, đây là chất lượng cây giống nè. Đơn này thì Ly đi Bình Thuận. Cái đơn của anh mua cũng rất là nhiều loại cây, anh trồng nguyên một cái farm luôn. Một cái farm của mình luôn ha. Rồi bên đây là có xoài. Xoài này là xoài xoài Thái. Xoài Thái nè, anh cũng có lấy xoài Thái nè, xoài Cát Hòa Lộc nè. Xoài Úc, ba loại xoài. Rồi, tới cây tiếp theo nữa, đó chính là cây vú sữa lò rèn. Vú sữa lò rèn trái nó sẽ màu xanh nha, khi nó chín thì nó hơi bóng bóng một tí xíu thôi. Trong ruột ăn thì nó có sữa nhiều, nó mềm ha. Nước nó nhiều. Nói chung anh chị này chúng ta thích ăn cái vị ngọt nhiều ha, mà nó mềm thì mình đến với cây vú sữa lò rèn. Còn anh chị này chúng ta muốn ăn cái trái nó giòn hơn, cái chất lượng của nó dày hơn tí xíu nữa thì mình có thể là đến với cây vú sữa Mika. Thì bên Ly có cung cấp luôn là vú sữa Mika, vú sữa lò rèn, vú sữa bơ hồng, ba loại vú sữa nha, rồi thêm vú sữa hoàng kim nữa. Rồi tới cây tiếp theo. Cây tiếp theo nữa là cây mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu Ấn Độ nha. Đó, anh lấy là hàng gốc to gốc lớn nha, bo tược bên trên rất là khỏe. Rồi bên trong thì có vú sữa Mika, bên trong nữa thì có vú sữa Mika, anh chốt là 200 cây nữa nè. Rồi phía bên trong nữa là cây mận xanh đường Sóc Trăng. Mận xanh đường Sóc Trăng thể loại giống mới, trái ăn rất là ngon, ăn cực kỳ ngọt luôn. Rồi cái bên nữa là có cây táo Thái. Thái là cây giống dễ trồng, xuyên cho trái, đặc biệt là cho trái quanh năm. Trồng khoảng 2 đến 3 tháng là cây nó sẽ bắt đầu cho trái rồi. Cây siêu luôn, siêu trái luôn, ăn rất là giòn. Còn cái bên nữa là cây măng cục. Măng cục Thái ghép nha. Nguyên lô măng cục Thái ghép nè, anh chốt là 75 cây. 75 cây măng cục Thái ghép của bên trung tâm cây giống đang nuôi dưỡng tược đọt đang phát triển rất là tốt. Măng cục thì cây giống cũng khá là dễ trồng ha. Bạn này nó chịu nắng nóng tốt, chịu ẩm ướt tốt luôn. Rồi cái bên nữa là có cây bòn bon. Có cây bòn bon Thái. Bòn bon Thái thì trái nó sẽ mọc thành chùm. Anh cũng có chốt nữa, trồng trong farm nhà mình ha. Rồi tới bên là có cây bưởi da xanh. Bưởi da xanh hàng chiếc cành nha. Đầy đủ tất cả các loại cây ăn trái luôn. Tại trung tâm cây giống anh có chốt là cây Sabo Mexico nữa. Sabo Mexico là dạng trái tròn, ra trái quanh năm. Trọng lượng trái to nữa. Cây giống nó rất là dễ trồng nha bà con. Những cây giống thì nó sẽ giống như thế này nè. Đi quay cho quý bà con chúng ta cùng xem. Chiều cao là cao 1 mét luôn. Chiều cao là cao 1 mét. Giống như thế này, cây nào nó cũng đang có hoa hết ha. Còn đây là địa chỉ của trung tâm cây giống nè. Được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang. Đó, mấy vị khách đang chốt hàng bên trong kìa. Đi xích vô trong giùm em. Đó, cũng giống như là nơi đóng hàng cây giống online. Cây giống online tức là đóng hàng bưu điện giao tại nhà cho quý bà con chúng ta luôn á. Đóng hàng lẻ ha. Cô chú anh chị mua vài cây cũng giống là 5-10 cây nè. Các bạn đang chất sake. Sake vừa làm bóng mát nè, vừa làm cây cảnh quan và đặc biệt vừa trồng cây kinh tế. Tại vì cái trái sake quý bà con chúng ta biết không? Cái trái sake bây giờ mình đi ra chợ mình mua cũng rất là mắc tiền nha. Tại vì trái bên trong ăn nó sẽ béo, nó sẽ bùi nè, nó sẽ dẻo nữa. Người ta làm trái sake chiên á, hoặc là người ta hấp ăn rất là ngon. Hoặc là nấu curry nữa nha bà con. Công dụng của cái cây sake là mình kinh doanh được trái nha. Đó, nên cô chú anh chị là chúng ta muốn trồng thể loại cây giống như thế nào thì cứ việc alo theo hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Hôm nay đi chia sẻ là có top 3 loại ổi nè, top 2 loại vú sữa nè, rồi 3 loại xoài nè, rồi Sabo Mexico nè, rồi mận xanh đường, mít ruột đỏ sơ vàng, táo Thái nè, bòn bon, măng cục. Đó, những loại cây giống mà Ly muốn giới thiệu cho quý bà con chúng ta tham khảo nha. Cô chú anh chị là chúng ta cần mua giống thì cứ việc alo theo hai số điện thoại trên nha. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.